VCB xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn và tụi mình cùng tìm hiểu một vùng đất được mệnh danh là thiên đường du lịch của nước Mỹ nhé. Nồng nhiệt với những vòng hoa lan xinh tươi, rộng ràng trong vũ điệu hula quyến rũ cùng câu chào Aloha đặc trưng. Quần đảo thiên đường Hawaii chào đón du khách trong bầu không khí thật gần gũi và ấm áp. Những ngọn núi lửa trên hòn đảo, những đường bờ biển quanh co cùng các nhân tố tự nhiên hòa hợp tạo nên khung cảnh kỳ diệu trên quần đảo này. Với vẻ đẹp thơ mộng, những bãi biển xanh ngắt, bờ cát trắng cùng những tia nắng vàng đã khiến nơi đây trở thành địa điểm du lịch nghỉ dưỡng không thể bỏ qua. Đến với Hawaii, bạn sẽ được tận hưởng làn nước biển trong xanh ấm áp, nhìn ngắm những dòng nham thạch nóng đỏ đang phun trào, thám hiểm những khu rừng rậm xanh mướt. Hawaii, một trân châu cảng nổi tiếng mà những ai đam mê lịch sử thế giới đều mong muốn một lần đặt chân đến đây trong đời, hay những phong tục tập quán độc đáo của cư dân bản địa luôn cuốn hút những du khách yêu thích tìm hiểu văn hóa nhân loại. Hawaii nằm ở Thái Bình Dương, là một quần đảo gồm 19 đảo và đảo san hô, nhiều đảo nhỏ và núi ngầm. Quần đảo Hawaii giống như một chuỗi ngọc dài 2.450 km từ Đông Nam kéo đến Tây Bắc của Thái Bình Dương. Dân số của quần đảo khoảng 1,4 triệu người, với diện tích khoảng 16.000 km2, có 8 đảo chính, trong đó đảo Hawaii là hòn đảo lớn nhất. Quần đảo Hawaii xưa kia là đất cư trú của người Polynesia. Vào năm 1778, nhà hàng hải người Anh, thuyền trưởng Cook đã đặt chân đến đây. Từ đó về sau, những người di cư của các nước châu Âu và châu Á đã lần lượt đến vùng đất này sinh sống. Vào năm 1795, thủ lĩnh của vùng đất này là Kaha Mihaisi đã chinh phục được cư dân trên đảo, và vào năm 1810 lập nên Vương quốc Hawaii. Năm 1898, quần đảo này bị Mỹ chiếm đóng. Đến năm 1900, Hawaii trở thành một bộ phận của nước Mỹ và vào năm 1959 trở thành tiểu bang thứ 50. Trên quần đảo xa xôi của nước Mỹ, các giá trị văn hóa Polynesia quý báu của người Hawaii và mối liên hệ đặc biệt giữa họ với thiên nhiên vẫn luôn hiện hữu. Nữ thần trong thần thoại đã tạo nên quần đảo Hawaii với những ngọn núi lửa rực cháy cho thấy sự ấm áp và nồng nhiệt. Cảnh tượng hùng vĩ nhất ở Hawaii chính là những ngọn núi lửa đang hoạt động. Đa số, các đảo được hình thành từ sự phát triển của các núi lửa. Diện tích lớn nhất của quần đảo Hawaii cũng do 5 ngọn núi lửa hợp thành. Có 2 ngọn núi lửa đang hoạt động được nhiều người biết đến là núi lửa Mauna Loa đã phun 35 lần trong 200 năm qua. Còn núi lửa Zilawigi thì hoạt động quanh năm với đường kính miệng núi ước tính khoảng 1.000 mét. Vào năm 1912, nước Mỹ đã lập ra trạm quan sát núi lửa đầu tiên trên thế giới, sau đó xây dựng công viên quốc gia núi lửa. Mỗi lần núi lửa hoạt động, du khách lại đổ xô đến đây để thưởng thức một kỳ quan thiên nhiên tráng lệ. Trung tâm văn hóa Polynesia trên đảo Oahu là nơi thơ mộng nhất của quần đảo Hawaii, là điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất. Người Polynesia cư trú tại đây, do vậy, trung tâm văn hóa này là đại diện cho nền văn hóa cổ xưa của họ. Một số hồ nhân tạo uốn lượn khúc khuỷu đã khéo léo chia toàn bộ nơi này thành 7 ngôi làng, đại diện cho 7 nền văn hóa khác nhau của người Polynesia. Mỗi ngôi làng được xây dựng theo phong tục truyền thống của cư dân tại đây. Nhà cửa làm từ cỏ tranh, giữa các thôn có những con sông nhân tạo nối liền. Những buổi biểu diễn văn nghệ với vũ điệu cuồng nhiệt, sôi nổi đã tái hiện tập tục sinh hoạt cổ xưa của người Polynesia. Trong đó, vũ điệu hula hay còn gọi là vũ điệu Aloha được xem là linh hồn và là nét đẹp văn hóa truyền thống của Hawaii. Điệu nhảy tượng trưng cho lời cầu nguyện thiêng liêng mà người dân mong muốn gửi đến thần linh, tượng trưng cho cuộc sống ấm no. Lịch sử Hawaii có các ngành kinh tế chủ yếu như gỗ đàn hương, săn cá voi, sản xuất đường, trồng dứa, du lịch và giáo dục. Từ khi có quy chế tiểu bang vào năm 1959, du lịch đã trở thành một ngành kinh tế lớn nhất của vùng đất này. Hawaii ngày nay là một bức tranh yên bình và thơ mộng, nhưng vùng đất này cũng đã từng chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Và có mấy ai cảm được hết nỗi đau của Hawaii trong những ngày mất mát đau thương ấy. Hawaii nằm ở vị trí quan trọng của giao thông đường thủy và đường hàng không trong khu vực Thái Bình Dương. Đi từ bờ Tây Bắc Mỹ đến Úc, New Zealand hay từ kênh đào Panama đến các quốc gia Đông Á đều phải qua quần đảo này. Trân châu cảng trên đảo Oahu là một cứ điểm quan trọng của hải quân và không quân Mỹ. Vào năm 1941, tại đây đã xảy ra sự kiện trân châu cảng làm chấn động toàn thế giới.
Cách đây 75 năm, sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân đội Nhật Hoàng mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ quân sự Mỹ Trân Châu Cảng, làm gần 2.500 người Mỹ thiệt mạng. Cuộc tấn công bất ngờ đó là điểm kích hoạt Hoa Kỳ tham chiến, làm thay đổi cục diện của cuộc Thế chiến thứ hai. Ngược dòng thời gian trở về với bối cảnh lịch sử trước trận chiến, vào năm 1931, đế chế Nhật Hoàng đã mở rộng bành trướng với cuộc xâm lược Mãn Châu Lý, rồi chiếm dần một phần rộng lớn lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1940, quân đội Nhật Hoàng gia nhập liên minh với Đức và Ý, với mục tiêu mở rộng tìm kiếm nguồn tài nguyên, Nhật Bản tiếp tục chinh phục thôn tính châu Á, xâm chiếm Đông Dương, lúc bấy giờ là thuộc địa của Pháp. Để ngăn chặn đà bành trướng của đế quốc quân phiệt Nhật, Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế với nước Nhật vào mùa hè năm 1941. Người Nhật bị mất nguồn năng lượng, nguyên liệu sản xuất, lại càng trở nên hung hãn, mở rộng thuộc địa tìm kiếm tài nguyên. Trong khi đó, nước Mỹ đang ở vào thời kỳ phồn thịnh kinh tế, người dân không muốn có chiến tranh. Chính phủ Mỹ ban đầu còn dè dặt không muốn nhảy vào các mặt trận châu Âu cũng như Thái Bình Dương. Nhưng tình thế của nước Mỹ đã thay đổi hoàn toàn khi quân đội Nhật Hoàng bí mật chuẩn bị hơn 400 chiến đấu cơ và 6 tàu sân bay bất ngờ mở cuộc tấn công cảm tử vào Trân Châu Cảng, một căn cứ lớn của Mỹ giữa Thái Bình Dương. Mục đích là không để Mỹ cản trở cuộc chinh phục Đông Nam Á của đế quốc mặt trời mọc. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, các chiến đấu cơ của Nhật xuất phát từ nơi cách mục tiêu 350 km đã ồ ạt mở cuộc tấn công vào đảo Oahu trong quần đảo Hawaii. Đợt công kích đầu tiên bắt đầu vào lúc 7 giờ 55 phút, rồi đợt thứ hai sau đó 1 giờ. Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, căn cứ Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề. Hơn 2.400 binh lính và nhân viên Mỹ đã bị thiệt mạng, 21 chiến hạm bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, 328 chiến đấu cơ bị phá hủy. Trong trận chiến này, người Nhật chỉ bị mất 64 người, 29 máy bay và 5 tàu ngầm loại nhỏ. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1812, Hoa Kỳ bị tấn công ngay trên lãnh thổ của mình và thiệt hại nặng nề chưa từng thấy. Một ngày sau khi bị Nhật Bản dội bom đạn ồ ạt vào căn cứ lớn gây tổn thất nặng nề, Quốc hội Mỹ đã chính thức tuyên chiến với Nhật Bản. Tiếp sau đó đến lượt Vương quốc Anh cũng chính thức nhảy vào cuộc chiến với Nhật. 3 ngày sau đó, đến lượt các nước Đức quốc xã của Hitler tuyên bố chiến tranh với Mỹ. 6 tháng sau trận chiến Trân Châu Cảng, quân đội Nhật Hoàng đã tiếp tục bành trướng khắp vùng Đông Nam Á. Từ năm 1942, Mỹ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Nhật ở các hòn đảo như Midway, Guadalcanal và lần lượt giành lại nhiều hòn đảo trong Thái Bình Dương. Cuối năm 1944, người Mỹ mở cuộc tấn công ồ ạt bằng không quân vào đất Nhật, và khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc, người Mỹ đã có một quyết định điên rồ nhất. Có thể trong đó cũng ẩn chứa một chút hận thù với người Nhật, đó là ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 và Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Nhật Hoàng phải ký sắc lệnh đầu hàng đồng minh, kết thúc Thế chiến thứ hai tại châu Á. Cùng lúc trên Thái Bình Dương, Hoa Kỳ còn mở rộng các cuộc ném bom ồ ạt vào Bắc Phi, miền Nam nước Ý và Pháp, cho đến tận khi đế quốc xã của Hitler sụp đổ hoàn toàn vào ngày 7 tháng 5 năm 1945. Ngày nay, một phần của Trân Châu Cảng đã mở cửa đón du khách. Người Mỹ tưởng niệm những binh sĩ đã hy sinh bằng cách xây dựng một đài tưởng niệm ở ngoài khơi, cách bờ biển khoảng gần 1 km. Do đó, bạn phải đi thuyền và mất khoảng 6 phút để đến nơi. Đài tưởng niệm là một kiến trúc hình hộp chữ nhật sơn màu trắng, được đặt trên những phao nổi ngay trên xác chiến hạm Alisana đang chìm phía dưới. Khu trưng bày là nơi bạn có thể tận mắt chứng kiến các chiến hạm và tên những binh sĩ đã hy sinh trong cuộc tấn công đó. Do vị trí ở giữa trung tâm nhiệt đới nên Hawaii chịu sự điều tiết của khí hậu biển, bốn mùa mát mẻ. Nhiệt độ trung bình ở thủ phủ Honolulu của tháng lạnh nhất là 22 độ C và tháng nóng nhất là 36 độ C. Cũng có lúc nhiệt độ xuống thấp đến 14 độ C. Ở trên đảo, có không ít các vùng núi có khí hậu tương đối giá lạnh. Vào mùa đông, tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh núi. Hawaii có phần lớn cộng đồng những cư dân mang những quốc tịch khác nhau đến định cư. Chính một phần bộ phận dân cư này đã tạo nên thêm cho nền ẩm thực của Hawaii những nét tinh tế. Ngay trên mảnh đất Hawaii đầy nắng và gió biển, du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực của các nước Âu và Á. Mà trong đó, nổi trội nhất phải nói là phong cách ẩm thực Nhật Bản. Nguồn hải sản phong phú đã giúp cho Hawaii có nhiều món ăn Nhật Bản thật ngon và hấp dẫn. Phong cách ẩm thực châu Âu, tiêu biểu là Pháp cũng được thể hiện trong các nhà hàng sang trọng của Hawaii. Du lịch Hawaii mà không ghé thăm cung điện Aiolani thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc.
nơi đây được xem là một trong những cung điện đẹp nhất trên thế giới. Cung điện được xây dựng vào giai đoạn từ năm 1879 đến năm 1882 và cũng là cung điện hoàng gia duy nhất của nước Mỹ. Để tham quan cung điện, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước sự nguy nga và lộng lẫy của nó. Cung điện cũng từng là nơi hai vị vua cuối cùng của Hawaii sinh sống. Bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những món đồ dùng hoàng gia cực kỳ quý giá và đẹp mắt ở đây. Công viên Napali Coast. Không chỉ có những bãi biển đẹp từ thiên đường, Hawaii còn có những công viên hoang dã vô cùng nổi tiếng. Một trong số đó phải kể đến Napali Coast. Công viên này sở hữu bờ biển Napali, một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Cùng với đó là rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ vô cùng ấn tượng. Nếu bạn đã từng xem bộ phim Công viên Kỷ Jura, sẽ dễ dàng nhận ra vách đá hình gần sóng cực kỳ ấn tượng từng xuất hiện trong những cảnh quay của bộ phim này. Công viên còn là quê hương của hoàng gia Hawaii. Vì vậy, nơi đây là một vùng đất rất giàu văn hóa, lịch sử. Cùng với đó là một hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng, chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng. Khám phá miệng núi lửa Diamond Head. Miệng núi lửa giống như một chiếc vương miện màu xám của Honolulu, khiến thành phố thêm sinh động với những mảng phối cảnh đầy sắc màu đang xen hài hòa. Thú vị nhất là khi lên đỉnh ngọn núi, bạn được đi dạo vòng quanh miệng núi lửa và ngắm nhìn những nham thạch còn sót lại. Từ trên đỉnh núi, bạn sẽ được ngắm phong cảnh Hawaii tuyệt đẹp. Cả thành phố như thu lại trong mắt bạn, những bãi cát trắng muốt mềm mại ôm lấy biển xanh, những thung lũng xanh mướt, những khu rừng kỳ bí, tất cả như một bức tranh nên thơ, khiến cho bất cứ ai cũng phải đắm say. Lặn biển tại vịnh Hanoma. Bơi cùng tất cả các loài cá, rạn san hô xinh đẹp, rùa và các sinh vật biển khác nhau trong một vịnh nhỏ được bảo vệ trên bờ biển phía đông nam của Oahu. Vịnh Hanoma đẹp như một tấm bưu thiếp với làn nước trong xanh và cát trắng. Vùng vịnh có các loại sinh vật biển sinh sôi phát triển mạnh vì đây là khu vực biển được bảo vệ và nghiêm cấm đánh bắt. Khám phá Hawaii với rất nhiều điều thú vị là một trải nghiệm tuyệt vời phải không các bạn? Nếu như các bạn yêu thích video mà tụi mình làm thì đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem những thành phố tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!